Bạch Thế Tôn, nếu bố thí ba la mật đa và tướng của bố thí ba la mật đa là không, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và tướng của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không nội và tướng của pháp không nội là không, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, và tướng của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu chân như và tướng của chân như là không, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tướng của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu Thánh Đế khổ và tướng của Thánh Đế khổ là không, Thánh Đế tập diệt đạo và tướng của Thánh Đế tập diệt đạo là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm trụ và tướng của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, và tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu bốn tịnh lự và tướng của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, và tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu tám giải thoát và tướng của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, và tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp môn tam ma địa và tướng của tất cả pháp môn tam ma địa là không, tất cả pháp môn đà la ni và tướng của tất cả pháp môn đà la ni là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát không và tướng của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu năm loại mắt và tướng của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tướng của sáu phép thần thông là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu mười lực Phật và tướng của mười lực Phật là không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tướng của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa?